đừng động, đừng động, đi phình 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 hoài không dám lên. Lên hay hàm. Hiện tại chủ nhà đang bỏ neo thả phao đừng cho người ta đừng có cào cá nữa. Hôm nay quá tàn cào cá. Bây giờ nhát cá nó không dám lên đúng không mọi người. Bị mè cá mè có dán đậu quá đậu ha. Bị dán ra vô ra vô đậu ở đây tiền liền hả? Dưới chủ nhà bỏ neo đó. Đang đừng cho mấy ông cào. Nhà cá lại ở mà ổng lại cào. Bởi vậy cá tra hôm nay dội dưới cái bà xa. Cái này nó lượng mà nó lượng cặp mét mà. Cái này là chưa được một phần nữa. Nó đạt nước luôn á. Rồi có mực ở đây nhỏ cái giờ trong đó không coi. Giấc này chủ nhà bỏ neo nè, đừng cho người ta cào nè. Rồi em im là nó lên dữ dằn luôn. Đừng đi động là nó lên dữ dằn lắm. Đừng động, đi phình 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 hoài không dám lên. Lên hay hàm ha. Có vé nào vậy? Cứng đầu luôn. Cứ bây giờ nó mới lên được. Giờ nào nó cũng lên chứ, nhưng mà mình ngồi im hồi là nó lên à, phải nó nhé. Đi nó động cá. Im là lên dữ dằn lắm. Cá này sẽ ở đâu lại mình? Nó đâu rủ về. Nó rủ về đây nó ở hợp tác vậy. Mới đầu là nó ít từ từ. Từ mới đầu cho 10 con hà, chừng không phải cái gì. Cái gì. Không những cái ai đó cho nó lại nó buông tay, không thấy cưng không cho nó ăn với nó luôn. Không chứ mà ông bỏ người ta nó leo, người ta không nằm. Để dưới nước thì nó leo như thế nào. Dưới nó vàng luôn. Không có đi lên đi xuống là nó ăn mạnh lắm. Mình đi nó động. Chứng từ ha. Bây giờ có con cá nó bự rồi. Cá bà sa. Con cá dồ cái đầu nó nhỏ hơn cá bà sa. Cá nhiều lắm. Mấy cái con nào mà cái đầu chè bè mà bự bự là cá bà sa không đó. Cá chim kìa. Cá chim. Ngồi dưới đó đặt luôn rồi. Cái kiềm này làm như miếng mỏ bằng cá này.
dây câu mà nó cắn mình được. Mình mới cắn được áo mát ngọn. Làm gì nó sợ mình đâu rồi. Rồi cá xong nó nhát. Trời ơi con tự đây lại này là đặt mẹo đầu. Gì mới thấy ham ha. Ủa bữa đó không gần vậy. Bị người ta cào điện á. Nhát. Điện nó nhát ăn chặt. Nhát điện. Nè hiện tại chủ nhà đang bỏ neo đang chặn không cho anh ta cào cá nữa nè mọi người. Đây anh mời chủ nhà năm nay mới có 52 tuổi thôi mọi người. Kể như là rồi có cái neo này mấy ông không dám cào rồi. Dạ, cào vô mấy nó không vô rồi dạ. Cái neo này bốn ống. Thôi con để đi. Đây. Còn cái có con vô cào đó chắc. Con lôi lôi đây cho cô bác coi cá nó mà đánh xe con. Xong rồi hả anh? Dạ. Rồi em. Ba đi ra dẹp cơm. Ba dẹp dẹp. Nó lên nó lượn ngoài sông này luôn rồi. Quá lượn luôn rồi, lượn ngoài sông này quá nhiều luôn rồi. Tôi bỏ điện thoại lần này là thằng bãi đầu tiên xong rồi. Đi đồ. Quá nhiều luôn. Tay cầm viên thở cho. Đi ăn bánh tráng trộn không? Xuống dưới tao biết gọi không cả. Gọi hả? Gọi vô. Nhớ này nó ra xong nó lượn rồi. Nó không có vô mé nữa. Gãi ngoài này trôi chơi nó đâu có ăn đâu. Hết biết nhiều luôn rồi. Nguyên con sông chợ mới nè nha mọi người. Sông lớn luôn á. Trôi chơi nó đâu có ăn đâu. Nó đâu có ăn đâu đây nó ngớp không à. Ừ. Điểm gãi nó ăn. Gãi nó trôi là cá nó đi theo cái căn nó đi đó. Căng phao.
căng phao đừng cho anh ta cào. Mấy vậy con mở với tàu nó con lui luôn đi, rồi ba lại nó lấy luôn. Mở đây cho Khánh. Mở cho tàu. Mở cho tàu kìa. Mở cho tàu đi, ba lấy ba nó cũng được luôn. Nè là hiện tại anh Mười chủ nhà đang thả phao đặng để cho mấy người cào không cào được. Mấy bữa nay bị cào ta cào cá rồi điện quá điện rồi giờ cá nó nhát không lên nữa. Cái đâu chiều vô coi, chiều hoa đi vô thẳng vậy là lấy chiều hoa vô bởi vậy chiều vô tao mới lấy được chiều vô cho ông cần thôi vô cái cây dày bóng xuống nữa đây rồi kéo vô coi. Rồi lấm bài lấm bài lấm bài lụm được cái phao rồi. Rồi cột vô được rồi. Dính cái neo. Đỡ cái neo lên đây, đỡ cái neo xuống rồi. Rồi con kéo neo lên chạy lên đẳng đi. Giật dây này lên chút cho nó. Cầm dây ra cho nó lẹ. Dây lên tét được mà. Chạy ngay lên dây cho chạy. Bạn nghe YouTube. Cái kéo. Cái gì trời? Ô, máy này ra giật 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 như neo đó con. Giật ơi. Cái gì vậy? Giật mạnh lên anh. Rồi con giật đi. Dính nghe cái nhận dây của. Không mang dép nữa, bước lên nhà đó lấy đồ dép. Dép. Dép để chỗ đó đó lấy màn thấy đi. Chết luôn. Rồi. Này, chủ nhà đang bỏ neo đặng đừng cho người ta mà cào nữa. Cá rồi. Cá đâu? Cá mới nổi sớm giờ. Giờ nó nhát lại. Giờ anh Mười đã thả phao xong rồi, bỏ neo xong rồi. Để cho người ta đừng có cào điện nữa. Mấy bữa gài bị cào điện cho nên cá nó nhát, không dám lên. Đây là hiện tại cá nó đang lên, ở đằng này nhiều lắm nè mọi người. Nó đang lượn ở đây rất nhiều luôn. Đây, cá nó đang lượn ở gian chỗ về Lục Bình. Này rất nhiều luôn nè. Liện thức ăn ngoài này nó đâu có ăn đâu. Không ăn hả? Không. Cái này là cá thiên nhiên hay sao? Thiên nhiên, cá thiên nhiên nó gom tụ về đây nó ở nè. À. Rồi nó rủ càng ngày càng đông luôn á. Lúc đầu ít xịu à. Thì sao không cho ăn cái nó lớn lớn lên cái nó đi rủ. Thì lạ ha, hiện tượng này nó bị người ta cào điện á, rồi nó bỏ nhà đi thay, bỏ chỗ nơi bến này nè là đi hai ngày á, rồi ông chủ nhà anh Mừ á ổng buồn ổng bệnh luôn á, rồi sao tới ngày thứ ba cái nó đảo về mà đảo về đông hơn nữa. Nhiều ghê không. Cái này chưa được một mà phần trăm nữa, nó chưa được 1% đó. Cái này là mình đếm khoảng là mấy ngàn con ở dưới này luôn. Trời, nó đặt ở dưới luôn á. Nó bị cào điện với nó nhát nè. Vậy là hồi bữa 30 Tết tới bây giờ. Hồi lúc nó mới lại là bằng ngón tay à. Bằng ngón tay nhỏ như bài cá sát mình vậy đó. Đúng rồi, người ta tưởng cá sát không à. Ổng lấy đồ ăn xuống cho ăn cái tự nhiên nó bò lên tay, ổng thấy cưng quá rồi ổng cho ăn hàng ngày luôn. Cái bài cá này mình gọi là cá thiên nhiên hay sao anh? Cá thiên nhiên. Ở đâu rủ về đông nghẹt gì đó.
bí ẩn quá ha. Ờ. Cá này là cá cha quá. Cá cha, cá bà sa, rồi cá chim nữa. Rồi có cá leo nữa, ý cái cá bông lau. Quá trời nhiều luôn trời. Nhiều lắm. Đây là cái đàn cá bí ẩn. Ở đằng này hình như ở gần một cái chùa phải không anh? Chùa Tăng An Tự. Tăng An Tự. Còn dưới đó tháp Cao Đại ở dưới đó. Lên nè. Ở đây cho ăn đâu ăn đâu, nó trôi trơn hả? Ừ. Lại lên ục con không ăn. Nó không ăn. Ăn nó cho ăn ở trong đó đó, nó mới ăn. Ừ. Không, ông liền xuống nó lặn hết trơn. Đi á. Ừ. Cá ngoài này cá nhỏ không? Cá nhỏ ra đây nó lượn. Ờ ghê, nó lên kìa. Ồ, có cá bự kìa. Ôi dồi, con cá bự thì ghê hồn luôn. Có còn 3-4 kg. Gồng nó mới chảy xiết nó mới lên nhiều. Là tại cái là cá nhiều lắm. Nhiều lắm, mấy chục ngàn con. Nhiều lắm có mấy tấn cá luôn mà. Hôm trước á là tính ra nó lên ăn là tao độ từ 4-5 tấn cá lên. Nói ha là cho ăn nó lên thế là khô nhiều, nước nhiều lắm. Ao nhưng mà hàng ngày chú biết cho ăn bao nhiêu chưa? Hai bao rưỡi thức ăn. 500 chạy ra gần 600 lận. Gần 600 ngàn thức ăn. Cái đó là cái chi phí là của chủ nhà ông lo. Của chủ nhà ông lo. Rồi cũng có người mà người ta thiện nguyện á, người ta lại mua thức ăn gửi cho ổng nữa. Vậy là chú hiện giờ là bảo vệ cá không cho ai bắt ha. Đúng rồi. Khả năng có người bắt không? Có người ta bị cào mấy bữa gài á, ta cào điện á. Mà nghe nói là cào rồi bị mắc lưới gì có không? Có, người ta giăng lưới ba tay mà gỡ được cuốn được hai tay đầu, tay giữa này mắc luôn. Rồi người ta tìm hoài không được, bỏ luôn. Mà giả tính cả nhà thì cái này thì rất là có một cái điều rất là điện lạ, rất là thiên nên là bà con ở đây có đánh bắt thì bị đánh trôi lưới ở cả nhà. Hồi con cá nó lớn luôn. Con cá đó cỡ ký mấy luôn á. Quá lớn luôn. Mấy con cá nhỏ đó là nó lại sao á. Qua thì thấy gì nhiều lắm kìa. Đây hàng chục ngàn con, cái đàn rất là nhiều luôn. Thì cái này thì đa số là cái này là cá ba sa hết lên năm. Cá ba sa có, cá tra có, cá chim có, cá bông lau có. Quá thứ nó lên. Ở ngoài này nó lượn thôi mà, thức ăn nó không có ăn. Để anh vô phía trong coi nó có nổi lên nhiều không nha mọi người. Thấy cả nhà thấy là chuyện lạ. Này là cá thiên nhiên chứ không phải cá nuôi nha mọi người. Lại này là tự động kéo về bến sông của anh mười phút ở gần chùa Tân An Tự, phía dưới chợ Bà Vệ khoảng 1 km. Thấy ham không? Cá rất nhiều luôn. Người nhớ like, chia sẻ, đăng ký ủng hộ giúp kênh mình nhé. Mình chân thành cảm ơn nhiều. Ngoài đây nè. Chỗ này nè nó lên hết biết đông luôn rồi. Vậy đó chưa được 1% nữa. Đó.
bự luôn. Mình xin kết thúc video tại đây. Nếu mọi người thấy hay like, đăng ký ủng hộ mình nha. Mình chân thành cảm ơn nhiều.